Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Sơn Câu Figure. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với phần 2 của cái nội dung những con pet bootleg á đáng mua mà mình đã từng trải nghiệm qua. Thì trước khi vào clip thì mình vẫn nhắc lại là mình không có cổ xí cho việc mua những con pet bootleg này. Thì cái đam mê thì tùy theo cái khả năng kinh tế mỗi người. Thì kinh tế cao thì mình mua hàng riêng mà không cần suy nghĩ. Còn hàng những cái người kinh tế thấp như các bạn học viên, học sinh, sinh viên không có đủ tiền mua con riêu liền thì có thể chọn trải nghiệm mình những con bootleg. Thì lúc trước á mình có nói một số con cái hãng mà mình thích tỉnh, rồi những cái hãng như là Nika rồi FX á, người ta nói sơ qua rồi. Mình nói thiếu một hãng nữa, mình thấy cái bootleg của nó cũng ép chơi, ví dụ như là hãng Figma. Thì mình thấy có bốn con mình mua, tôi từng mua thấy ok, đó là hai con Asuna với lại Kirito mà bản soạn online bản season 1 với cái bản soạn online mà Gingale online á. Thì Kirito với Sinon cũng thấy là ok nha, mình có clip bốn cái clip đó đây và đây đó. Thì bốn cái clip đó là mình có review những con đó rồi, mình thấy nó ok nha, mặt in đẹp không có xấu nha. Là một số con Figma fake khác mình thấy cũng được. Thì là fake thì các bạn phải chịu là nó lõm khớp rồi, thì cái chuyện mua về các bạn chịu khó dùng thường theo mình nha. Mình hay dùng sơn bóng sơn tay, mình sơn vô cái chỗ khớp cho nó khít lại thì nó đỡ lõm hơn đó. Rồi thì cái clip hôm nay mình sẽ quay lại tập trung vô những con black kai đó, thì để trình bày đây là của phần 2, phần 3 nha các bạn. Thì đến con black kai này mình sẽ review cho bạn xem đáng mua hay không đó, phần 2. Với cái thứ hai mình thấy cái con bút lát thực sự khi các bạn kỹ là tại sao bút lát nó lại tồn tại vậy? Thì nó có giúp gì đâu, nhưng mà mình sau khi mình trải nghiệm lại một hồi nữa là mình có một số anh em chia sẻ lại thì thực sự sau một thời gian chơi bút lát đó, nó lại một thằng real mà những người mà chơi sơn nhiều như mình đó, họ sẽ thấy nhận ra là bút lát cũng có một cái tác dụng khá là có ích nha. Đó là những bạn mà chơi những con riêng mà họ thật sự quý, họ muốn giữ lại á, mà vô tình mà họ chơi nhiều con quá, không quản lý hết những cái phụ kiện á, họ rất mất. Thì có thể mua những con bootleg tương tự, lấy lại những phụ kiện như là súng, kiếm, bàn tay à. Còn cái tác dụng cái thứ hai á, đó là những cái bạn mà kiểu như họ chơi quá nhiều fix rồi, họ cảm thấy họ trải nghiệm hết tất cả mọi thứ mà họ cảm thấy họ tò mò rồi, thì cái đỉnh cao của cái việc mà chơi figure đó là custom các bạn. Đó, có nghĩa là nếu mua một con figure real và custom thì nó hơi phí, nếu mà bạn mới bắt nhập môn thì bạn phải mua rồi những con như bootleg về. Các bạn mua một con đó nhưng mà custom một cái nhân vật khác, hoặc là một con nhân vật mình tự tưởng tượng ra bằng cách như là sơn, vẽ thêm mắt cho đẹp hơn, hoặc là đắp booty lên cho nó có gai góc ngầu hơn đó, thành một cái con nhân vật khác. Đó là cũng là có tác dụng của con việc chơi mua một led effect nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tập trung vô review mấy con này cho các bạn xem con nào đáng mua nha các bạn. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ review trên cái bàn này luôn ha. Thì cái con đầu tiên mình recommend với các bạn vẫn là con Catwoman này nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy nó ra nha. Để mình chụp. Sẽ lấy nó ra. Ê, thay khỏi cái đế. Để mình để cái đế qua một bên mình xíu nha. Rồi. Ok, thì đây là con Catwoman. Bữa trước clip trước mình cũng đã nói rồi và mình cũng có clip review con này rồi. Thì các bạn thấy là tổng thể cái con này nhìn rất là ok. Đó, các bạn mua để ý cái mấy cái màu sắc này nha, mua đúng hàng thì nó sẽ đẹp nha. Còn cái bạn mà bữa trước mình có lập clip á thì các bạn chắc bạn đó mua nhầm hàng lại hai thì nó không đẹp. Đây thì các bạn thấy là con này nè, đó, tổng quan của nó nè. Mặt mũi cũng không có nổi tệ, mắt cũng không nổi quá lé. Nếu còn có mặt nạ che lại nên các bạn đỡ phải show khuyết điểm của con này ra. Thì đa phần khi mình chọn mua con bootleg của Lakai á thì mình sẽ chọn những con được che mặt.
thì nó sẽ đỡ hơn, tại vì cái việc đó nó tránh cái khi mà thấy cái mặt của mấy con bút lép đại ca, nó thường làm mắt bị lé hay mặt lệch, nhìn rất là rõ ràng, thấy rõ, như là những con mà Final Fantasy fake rất là xấu luôn đó. Thì các bạn chọn những cái con như thế này đó, nó che mặt lại rất là đẹp. Thì cái phần sơn của con bút lép đó, của đại ca đó, thì nó sẽ tương đối chấp nhận được nha. Các bạn thấy không, nó vẫn có bóng, có độ không bóng nè, thấy không? Dù như bóng như giáp nó cần thiết sẽ sơn bóng, còn những cái khác nó không sơn bóng nè, nhưng mà nhìn vô là chấp nhận được nha. Đó, bạn thấy không, vũ khí rồi ok, y chang grill không khác gì. Nhưng mà có cái đó là cái con cái khuyết điểm của nó là cái gót chân này nó làm mỏng lắm, ngay cả con grill cũng bị nữa, khó đứng, nên thường con này phải dùng đế mới đứng được đó. Thì con này mình không nói nhiều nữa, mình có clip review rồi, mình sẽ nói sơ qua thôi, mình để nó qua bên nha. Ok, thì con thứ hai mình recommend đó là con Batman Variant màu. Nó có hai màu nha, con này thì nó có hai màu, một cái màu xanh dương và một cái màu đỏ Red Limited này. Thì các bạn nhìn sơ qua các bạn chúng ta thấy được cái độ chi tiết của cái con này. Con này mình cũng rất là có review rồi. Thì có, các bạn thấy không, tuy là bút led nhưng các bạn thấy cái mặt không, bạn nhìn vô đứng dẫn ra Batman bình thường, mắt của nó không có chầm mắt nên không có sợ bị lé hay là đó, miệng cũng ok, không có xấu ha. Thì con này các bạn chịu khó sạc những cái sóc vi tính đó mà xài mà mua chứ, các bạn mua về nó không có bị màu nó xấu. Với lại cái thứ hai đó là những con Batman như thế này nè, khớp nó bị lỏng nè, không là điều hiển nhiên rồi, đó là phát người. Thì các bạn chịu khó xài cái đế cho nó đứng, còn một bô dáng thì nó vẫn bô được nha, nó vẫn đứng không có đế được, nhưng mà đa phần những con Batman này đang nên xài đế. Tại vì riêng cái mảng áo choàng mà thấy không, một mảng bự như thế này nè, thì nó sẽ kéo cái con Batman nó bị ngửa ra phía sau, rất là dễ ngã. Này bạn thấy không, định mình gấp nó kéo lại rồi đó, cái do cái áo choàng nó quá dày nè. Súng chi tiết nè, sơn rất đẹp, rất là ok luôn, thấy không nè, đồ bóng nè, cái dày nè đó. Đây là con mình thấy nó, mình các bạn nên đáng mua nha. Có điều là khi các bạn chơi thì cái con này á, khi bạn khỏe khớp nhẹ tay thôi, tại vì nó xài khớp cánh bướm nè, cái khớp cánh bướm này nó có hai cái chốt trên đây, khi bạn bẻ mạnh quá thì nó sẽ gãy. Nhưng riêng không biết sao con này mình mua thì nó cái khớp nó nhẹ nhàng lắm, nó không bị rít, khá là ok đó. Đây là con thứ hai ha. Rồi rồi, tiếp tục tới con thứ ba là con này đây. Con này là miễn chê luôn nha các bạn. Đó, và mình mua cái đời đầu nè, mình thấy nó cái đầu phát thì mình thấy nó cái con dơi trước ngực của nó là màu vàng, nhưng mình thấy một số con phát sau này nó cái ngực màu đỏ, mà đúng thiệt là cái ngực của nó trong bản real là nó màu đỏ nha, chứ nó không phải màu vàng như con này. Nhưng mà ngoài ra những chi tiết khác thì nó y chang, các bạn thấy không nè, sơn nè khá là ok luôn. Không, phần giáp chi tiết đẹp rất là ngầu luôn nha. Đó, mặt nè đó, thì con này mình mua nó bị lõi ngay chỗ này đó, nó bị sơn lem chỗ này, mình thấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm nên mình không có bôi đi. Thực ra sự mình sợ bôi nó lem qua cái miệng nữa, thường lấy cái này thì mình thấy acetone mình bôi đi á, nhưng mà sợ mình chấp nhiều quá nó sẽ bị lem qua cái miệng xấu, mình để nguyên đó. Nhưng mà các bạn mua chứ có thể không bị đâu. Đó, phía sau nó cũng có áo càng nặng nè, thấy không, chi tiết rất là đẹp nè, mình để lâu bụi rồi đó. Kiếm hai thanh kiếm katana rất là ngầu luôn, dài đẹp, thấy không, đẹp lắm. Con này rất là đáng mua nha. Xíu mình đục kiếm vô, lấy máy tháo ra, giờ nó đục vô khó. Đây, đây, con thứ hai mình muốn recommend các bạn, ê con thứ ba chứ, mình riêng recommend cho các bạn thêm. Con này riêng nó có một cái sợi dây xích rất là đẹp, bằng kim loại thiệt, đẹp lắm. Sợi xích mà giống như móc lên mình đu tường á, nó làm rất là đẹp nha. Đó, con thứ hai là con này là con Bushido, Batman Bushido của Black Kai. Rồi, rồi con thứ ba sẽ là con này đi, Batman Doctor Free.
Mr. Free hay Mr. Free gì đó, là như băng giá vậy đó. Con này mình thấy nó làm gần sát cái reel luôn nha. Mấy cái chỗ effect này nè, các bạn thấy không? Sơn rất là đẹp, mặt rất là đẹp. Thì cái các bạn mua về các bạn kiểu khó, thường thường nó sẽ bị dính cái khớp này nè, nó không xây được. Do là nhiều khi đóng gói lâu ngày nhựa nó chảy, nó dính lại á, nó không có xây được. Thì các bạn lấy máy khọ, máy setup á, xảy vô, xảy vô, trời ơi, lắc lắc khi nào có cái khe hở á, các bạn dùng cái tu vít dẹp nhỏ đó, để vô này vô, xong xoay một vòng cho nó tách cái nhựa ra, xong rồi xoay 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 qua xoay lại thì nó sẽ ok đó. Này các bạn xem nó không, rất là đẹp. Đây mình sẽ nghe nguyên dáng của nó nè đó. Nó có nhiều, có phụ kiện cái súng bự đẹp lắm nè, có cái dây nối ở phía sau lưng, tay thay thế các kiểu. Con này ăn tiền cái chỗ cái áo choàng nè, làm rách rưới nè, như thật vậy. Effect của cái sơn nó càng giống như đóng tuyết phủ lên. Con này mình cũng có clip review rồi đó, rất là đẹp nha. Batman, Mr. Free, Dr. Free vậy đó. Mr. Free đúng rồi. Freezer, Free. Rồi, ok. Rồi, con kế tiếp luôn là con Deathstroke. Deathstroke này thì thực sự thì nó không có cái hit này nha. Cái hit này là cái hit của con Snake trong Metal Gear Solid. Đây cái hit Snake của con Fact này nè. Nếu bạn mua đúng hàng nó sẽ rất đẹp. Đó, nhìn đi. Nó không, nó có một mắt lên thì mình đâu phát hiện ra lé được. Cái tóc của nó là màu đen, màu đen nâu. Nhưng mà mình sơn lại màu bạc, mình làm con cái mặt thiệt của con gì ta Deathstroke này. Đó, tại vì mình có một cái hit reel mình gắn vô cái body fact á. Con fact Snake cũng đáng mua nha các bạn. Bạn mua nếu mà chọn cái bản mặt đồ lính á, nó đáng mua nha. Nhưng mà nhớ chọn cái hàng loại 1 á thì nó cái mặt nó sẽ giống như thế này, nó ok hơn. Tại vì cái hit của nó sẽ dễ như cái sẹo nè. Đó, rất là chi tiết luôn. Rồi, trở lại với con chính là con Deathstroke. Đây, con Deathstroke này á, nó chỉ bị một cái lỗi là lỏng cái khớp bàn chân. Các bạn dùng sơn bóng, sơn tay sơn vô cái khớp bàn chân cho nó không lỏng thì nó sẽ ok. Còn ngoài ra những cái khác mình thấy ok hết á. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, cái là cái hit của nó. Cái hit của nó, nó chỉ có cái mắt của nó là nó nhìn thẳng vậy thôi. Còn cái con mà Freel sẽ nhìn trước lên một chút, nhìn nó ngầu hơn một chút xíu. Còn đa phần thì các bạn nhìn đâu thấy rõ được cái mắt nó đâu, nguyên cái mặt nạ vậy nè, thấy không? Khi bạn nhìn vô đang đâu có thể nào mà phân biệt fake hay real. Đó, rất là ok. Gắn vô mình để này giống như cái mặt nạ vậy đó. Thấy nó cầm này nè, đó rất là ok ha. Để xem mình gắn lại cho nó. Đó, bạn thấy như đang cầm mặt nạ nè. Trước kia nó không có cái hit này nha, cái hit này là hit chính nó. Này phía sau kiếm có thể tháo khỏi bao nè, rất là ngầu luôn. Đây là một con đáng mua nha. Các bạn nào mà giống chơi kia xe giống mình nó kiếm thêm cái con fake Snake là sơn tóc bạc lên. Đó, thành con, có thấy không? Con Deathstroke. Đó, thì nó sẽ thành một con Deathstroke có mặt nạ với không mặt nạ luôn. Rất là ngầu nha. Thì sở dĩ các bạn thấy cái con của mình nó đẹp hơn một chút xíu á, là do mình dùng cái sơn bóng sơn bóng tay á, mình sơn lên những cái bộ giáp, khúc giáp này nè. Nên các bạn sẽ thấy nó sẽ cái giáp nó sẽ bóng hơn, và nó lên hơn một màu, nó hơi nhìn nó đậm hơn một chút so với một con mới mua sẽ lạc nhạt hơn một chút xíu á. Khi bạn sơn bóng hết cái phần này nè, nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Đó, bạn thấy không, nhìn nó rất là xịn sò. Đó, đây là một con fake mình thấy nó cũng trong danh sách đáng mua nha. Tại vì thứ nhất là nó che mặt, mình không thấy cái mặt bị lé hay gì hết. Đó, rất là đáng mua trong bộ sưu tập DC của mình. Ok, tiếp tục với con tiếp. Những con nãy giờ mình nói thì mình cũng có clip review á, các bạn nào muốn coi thì cứ vô kênh mình lục lại những cái clip đó mình vào coi ha. Rồi, con thứ năm là con Akamnai. Con Akamnai này khỏi chơi luôn các bạn. Lúc mà mình mới chơi về Black Sky á, thì có bạn để một con reel với một con fake đứng kế bên mà hầu như là nhìn không ra luôn.
Chỉ có cái là nhìn kỹ kỹ lắm thì con phát nó sẽ lùn hơn con đi một chút xíu đó. Nhìn kỹ mới thấy nha, thường thường thì dùng cho cái cổ này nè hoặc là cái khớp bụng nè đó. Thì đây là con Akamai nè đó. Này mình đi thấy ngang coi, thấy nguyên cái body của nó này, phía sau lưng của nó đẹp không, giáp viết rồi chi tiết rất là ok. Sở dĩ mình chơi mình chơi là cai á là mình thấy nó bộ biên độ của nó vừa đủ, những cái thế cơ bản và cái chi tiết nó đẹp đó. Chứ khi mà so với biên độ cử động so với SHF hay là Figma thì nó không bằng đâu. Cái khớp của nó cũng chán lắm, một số thấy đứng nó khó chịu lắm. Đây cai mình nó nên nó phải cần cái chân đế là vậy á đó. Thì như con Deathstroke luôn, mình cũng dùng sơn bóng sơn tại mình sơn lên mấy cái phần giáp này nè đó, giáp này cái mặt nạ nè, nên nhìn nó rất bóng, nó bóng xịn sò thấy không đó, cái giáp bên tay nè nó nhìn nó xịn sò. Chứ ban đầu thì màu nó cũng đơn giản thô thô, không có đẹp đó. Cái chân mình cũng sơn nè đó. Đây nhìn ra cái con này nó dưới ánh sáng nó bóng bóng nó đẹp, nhìn giáp của nó nhìn giống như kim loại á, khá là ok luôn ha. Rồi tiếp tục con thứ 6 có lẽ là con Batman trong phần Arkham Knight. Con này thì mình thấy nó giáp, mình đánh giá cao bộ giáp của nó cái chỗ này nè, làm 6 múi nè, dơi nè đó, rồi cái tai của nó nè, giáp quá trời luôn. Cái mặt của nó thì tương đối thôi chứ không, mắt nó không lé nhiều nha, nhìn lên trên không lé luôn chứ. Nhưng mà mình thấy cái sống nó cái miệng, không biết cái bản riêng mình thấy nó cũng cái miệng nó cũng giống vậy à. Mà mình thấy có vẻ nó sơn cái tả cái độ sâu của cái mặt á, nó đẹp hơn chút đó. Đây nguyên cái body của nó đây, đẹp không, chân nè, giáp chân nè đó, áo choàng cũng sơn ha, màu đậm nhạt đủ chỗ đó, nón nè khá là ok luôn. Thì tất cả những con này các bạn mua về các bạn chịu khó dùng sơn lại fix mấy cái khớp lại đó. Đó mà các bạn thấy một số con như con này nè, với con này áo choàng bự quá mình phải đứng bằng cái đế, thì các con này muốn đứng không được mình, nhưng mà lần trước mình gãy, mình rớt mình gãy kiếm mình hơi sợ nên mình để cho nó đứng cái đế thôi, chứ nó đứng không vẫn đứng được nha. Đó con này mình thấy nó mình fix lại nè, đứng bình thường luôn. Những con này thấy không, mình thấy đứng không cần đế luôn đó. Rồi tiếp tục cái con ok, Batman Full Armor này trong phần Batman vs Superman thì con này mình chưa có review. Những con nãy giờ là mình review hết rồi, con này mình chưa có review, mình mua về mình chỉ chân, tới giờ mình cũng chưa có review luôn. Clip nào mà clip sau mình cực rảnh mình sẽ review nó. Thì con này mình thấy cái mặt nó làm ok nè. Đó, các bạn thấy không? Này những cái vết xước trên nón nè, rất là đẹp. Giáp ok nè, những vết chày xước trên giáp nè. Súng của nó thì mình không biết. Cái con mới xem mình mua cũ là thì mình thấy cái chỗ này nó hơi hở ra nè. Đó. Chỉ chê cho cái súng thôi. Còn giáp giết đồ. Đó, chân cẳng nó rất là đẹp luôn. Nó càng cũng sơn rất là ok luôn. Đó. Thấy không, Zenith nè, sơn vàng cũng sơn bóng bóng này, khá đẹp. Đó, mình thấy con này ổn nha. Mình thấy nó dễ đứng lắm, con này là mình không fix luôn á. Dạ, là mình thấy nó đứng bình thường luôn. Đó. Rồi, kế tiếp là em Joker. Thật sự em Joker mình thấy có cái em Joker mà ngầu ngầu mà cũng như là phiên bản gì mình không nhớ nữa, nhưng mà đẹp lắm, mình chưa có mua được cái súng cực dài á. Mình chưa mua được con đó, mình mới mua con này thôi. Thì lúc đó mình lúc mà chơi phát thì mình không có nhiều kinh tế nên mình mua tặng mấy con khách nhiều mà. Đó, con này thì mình thấy nó làm giống diễn viên gì đóng cho kênh nổi tiếng mình quên tên rồi, tự nhiên bữa nay mình quên tên mất. Thì con này á thì ok hết, có điều là nó xài cái khớp nhỏ này nè, nó rất là không, con này mình không, nếu mà sorry các bạn mình nhớ lộn rồi, con này không ok nha. Cái khớp cánh bướm của nó dùng cái khớp nhỏ bi nhớ xíu trong đây nè, nó lúc mà xoay nó rất là lỏng lét luôn,
lắm cực kỳ luôn. Lúc đó mình phải tự mình sửa lại chứ không được như vậy đâu. Các bạn nào mà không có giỏi custom á, thì đừng nên mua con này. Con này mua về cái khớp chỗ này nè, nó vừa mỏng. Bạn thấy không, cái khớp này mình đang soi nè, cái khớp này nó rất là mỏng nha. Mà hả, nó còn lỏng nữa. Mình phải dùng mình lấy bông gòn á, quấn quanh cái khớp, xong mình lấy keo 502 á, mình nhiễu vô cho nó co lại, xong rồi mình mới mài cho nó đều lại á. Mình gắn vô thì nó mới được kiểu vậy vậy đó, nó không có bị lỏng. Hôm trước còn mình để giờ nó tuột xuống luôn các bạn. Con này nó bị cái khuyết điểm cái khớp vai này nha, dở lắm nha. Đó thì tổng quan này mình thấy không nên mua, tại vì con này nó có một cái mắt nó bị lé nữa, mình phải chấm đậm lên để cho nó khỏi lé, chứ thực chất nó bị lé đó nha. Con này nó không nên mua. Con này được thiệt ra thì mình mua cái con hề mình nãy mình nói súng dài, mình thấy nhiều bạn mua rất là đẹp, mặt nhìn ngầu như ác quỷ á, ngầu lắm. Mình cũng không nhớ nó là phiên bản gì, nhưng mà đẹp hơn con này, đáng mua hơn con này. Rồi cuối cùng của cái phần này đó là con Wonder Woman. Thật ra con Wonder Woman này mình thấy nhiều bạn đánh giá cao lắm. Cái con này thì mình không có mua nguyên con được, mình còn mua con fake, do là mình chú ý mình lấy cái kiếm với cái khiên cho con qua Viren Wonder Woman. Còn cái body này nó nát hết rồi, nhưng mà mình để cho vui thôi, mình để chân thôi. Chứ con này thì nếu mà fake á, mình thấy cái mặt đầu tiên á, mình thấy được nè, nó không bị lé nè. Nguyên con này là nguyên con fake mình mua, nó không bị lé. Cái thứ hai á, là con này nó bị cái khuyết điểm á, là cái ngực với cái bụng của nó, không thường cái ngực, cái bụng ít bị hơn. Cái màu đỏ này nè, giống như con Deadpool của đại ca fake. Thì những con đó khi mà để lâu cái màu này nó sẽ nhạt đi, nhạt cực kỳ luôn, bay màu luôn. Đó thì nó sẽ xấu con này lắm. Đó do mình có con riêu nên mình không có chú tâm con này, mình chỉ lấy cái khiên này với cái kiếm này cho đủ phiên bản của cái khiên kiếm thôi. Là cái này là Batman vs Superman, còn cái kia là bản movie. Đó thì mình thấy con này nếu mà bạn nằm chơi fake á, mình mà không có tiền mua con riêu á, thì con này đáng mua nha. Đó do cái này là cái body nó người ta cũ trước người ta chơi nát, rồi mình mua lại mình lấy cái kiếm với cái khiên thôi, nên mình chỉ review được cái mặt ok nè, mấy cái kiếm cái khiên đó. Còn cái body thì nó như vậy nè. Thì nếu mà cái bạn mà mới mua thì chắc chắn cái màu của nó sẽ tươi hơn và đẹp hơn. Thì các bạn nào khéo tay hoặc là có chơi Gundam TikTok Code á, các bạn tách nó ra mà xịt thật là sơn cái phần sơn bóng ở cái ngực với cái này với đôi giày để cho nó không bị bay màu á, mình thấy nó ok. Nhất là màu vàng này cũng vậy nè, nó sẽ dễ bị bay màu lắm đó. Ok thì chốt lại phần hôm nay sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 10 con ha, 10 con thì cũng khép của mình nữa. Đây 10 con này mình thấy 9 con cảm thấy chơi được. Đó. Còn mình sẽ tiếp tục quay lại với phần 3. Sẽ còn một số con cũng thú vị lắm. Đúng ra mình đã đưa một con nữa, nhưng mà lúc đó mình mới lấy hôm qua cái con đó, nên mình chưa có soạn được đủ đồ, nên mình chưa có lên clip được. Thì trước mắt mình sẽ là phần 2, sẽ là 10 con này thì có hết 9 con. Ok. Con sâu cơ không nên mua nha các bạn. Những con này ok rồi, thì bạn để nguyên tim như thế này nè. Bạn thấy nó đẹp không? Rất là ngầu đúng không? Đó, đáng mua. Nếu mà bạn càng chỉ fake thôi nha, chỉ chuyên cho fake thôi nha. Còn nếu mà bạn chơi real thì mình không có ý kiến nha. Vì clip này là chủ yếu là dùng cho những bạn chơi fake. Ok, thì mình vừa review xong 10 con fit bootleg đáng mua của Black Kai. Đây thì mình sẽ quay tổng quan sơ lại các em đó cho anh em xem. Đó. Khi bạn để chung nguyên một team nó rất là đẹp. Nó ngầu không? Đó là nhìn xa, nếu mà nhìn xa mà nó còn mới là con Wonder Woman nó có nổi đúng không? Đây, con Batman, Arkham Knight, Deathstroke. Đó, em thấy body của Deathstroke không? Đó. Các bạn nào mà chơi sang như mình thì thêm con Snake Pack rồi dây sơn vậy nè, lấy hit. Đó, Mr. Freeze. Đó, nguyên 10 con này sẽ kết thúc phần 2 ha, hẹn các bạn ở phần 3. Ok, cảm ơn đã theo dõi.
chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn clip sau nha, bye.